Người dân Trung Quốc đã phải suy nghĩ lại về vấn đề sức khỏe tâm thần sau vụ tấn công chết người lần thứ hai trong một tuần. Theo cảnh sát địa phương thì một nam thanh niên 21 tuổi và là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật và Công nghệ Vô Tích đã thực hiện một vụ đâm dao vào hôm thứ bảy tuần trước sau khi tức giận vì không nhận được bằng tốt nghiệp và trượt kỳ thi. Người này đã bị bắt tại hiện trường và đã thú tội. 8 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ việc. Cư dân địa phương có người cho rằng có quá nhiều những hành vi phản xã hội và bạo lực Gần đây có thể là do áp lực kinh tế đã ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của mọi người Vụ tấn công hôm 16 tháng 11 xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công Cướp đi sinh mạng nhiều người nhất trong một thập kỷ qua tại Trung Quốc Đó là vụ việc ở thành phố Chu Hải hôm 11 tháng 11 Một người đàn ông 62 tuổi đâm xe vào đám đông bên ngoài một sân vận động Khiến cho 35 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương trong những tuần gần đây chính phủ trung quốc đã triển khai một loạt các biện pháp kích thích để phục hồi nền kinh tế Tôi nghĩ là nhiều người thì vẫn đang rất là bàng hoàng về vụ việc này Rõ ràng là chỉ trong vòng một tuần thôi mà xảy ra tới hai vụ khiến cho hàng chục người thiệt mạng và bị thương Một người thì 62 tuổi và một người thì 21 tuổi Và dù là tòa án thì vẫn chưa kết luận Nhưng mà những nguyên nhân ban đầu thì có thể thấy là sự tiêu cực trong hành vi Trước những cái áp lực xã hội rất là lớn tại Trung Quốc Như là đối tượng gây án 21 tuổi thì trượt và không thể tốt nghiệp Thì điều đó dẫn tới một cái tình trạng là anh ấy có thể thất nghiệp và bế tắc trong cuộc sống trong tương lai vâng đúng là đối với giới trẻ ở trung quốc thì câu chuyện việc làm là cực kỳ nóng khi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhưng mà chi phí lại đắt đỏ khiến họ rơi vào trạng thái bế tắc sức khỏe tâm thần đang là một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng đặc biệt đối với các quốc gia có sự cạnh tranh lớn và hệ lụy xảy ra chính là bạo lực là an sinh xã hội ảnh hưởng tới xã hội và thậm chí là uh, xã hội phải mất đi một cái nguồn lực rất lớn để có thể giải quyết những hệ lụy đó